Quốc vương của Malaysia Sultan Ibrahim ngày 17 tháng 9 đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra toàn diện vụ việc hàng trăm trẻ em nước này bị lạm dụng tại các cơ sở từ thiện. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, cảnh sát Malaysia đã tiến hành đột kích khoảng 20 cơ sở từ thiện ở bang Selangor và Negeri Sembilan để giải cứu 402 trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 17 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã bắt giữ khoảng 170 người, bao gồm nhiều giáo viên và nhân viên làm việc tại các cơ sở nói trên để phục vụ cho công tác điều tra. Quốc vương Malaysia cho biết vụ việc giải cứu hơn 400 trẻ em bị lạm dụng tại các cơ sở từ thiện vào tuần trước là vấn đề nhạy cảm, cần được xử lý cẩn thận. Theo đó, ông yêu cầu cảnh sát nước này tiến hành điều tra toàn diện vụ việc để nhanh chóng xử lý những trường hợp phạm tội, đồng thời khuyên mọi người dân không nên đưa ra các tuyên bố hoặc quan điểm mang tính cực đoan liên quan đến vấn đề này. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Zazaruddin Hussein cho biết, thông tin ban đầu cho thấy nhiều trẻ em đã bị bỏ bê, lạm dụng, quấy rối và xâm hại tình dục. Có những trường hợp trẻ em bị thương tích hoặc đau ốm, nhưng không được đưa đến phòng khám để điều trị. Theo hướng dẫn của chúng tôi, tổng cộng 149 nạn nhân trẻ em từ 1 đến 10 tuổi đã được gửi tới các cơ sở chăm sóc tạm thời do Hiệp hội Phúc lợi Cộng đồng cung cấp. Tất cả các em đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn. Các cơ sở từ thiện nói trên do một doanh nghiệp Malaysia có tên giao dịch là Global Equal Service and Business điều hành. Ban đầu doanh nghiệp này phủ nhận mọi cáo buộc bóc lột và lạm dụng trẻ em. Tuy nhiên, giám đốc điều hành doanh nghiệp này hôm 14 tháng 9 thừa nhận một số nhân viên đã có hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em trong các cơ sở từ thiện.